Future 110 dọn kiển tại tiệm xe Khánh, làm nồi làm máy, sơn xe dọn kiển nha em. Xong xuôi ha, giờ Khánh quay lại cho em coi. Bao đẹp hơn zin nha em. Quá mướt luôn. Lên full bộ đời trước của giống như Future Neo luôn nha em. Đây lên mâm luôn. Đĩa xài đĩa bằng luôn. Bao đẹp. Anh em nào muốn sơn xe dọn kiển làm xe kỷ niệm cứ qua tiệm sửa xe Khánh ha. Đây, làm về bao kỷ niệm đẹp cho anh em luôn. Anh em tới tiệm sửa xe Khánh ha, ngay địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10. Chuyên sơn xe dọn kiển. Làm mới cả cái dòng xe. Cái xe này xe ta kỷ niệm cho nên ta làm không có tiếc tiền nha anh em. Làm để nhà thì là giữ lại kỷ niệm. Đây, anh em nào có muốn xe đẹp cứ qua tiệm. Bao long lanh cho anh em. Đây, chào tất cả anh em ha.